Lê Phương đang bầu bì, mũi nở mặt sưng còn đi gặp hội chị em Ngân Khánh Cẩm Linh bị dìm quá thảm. Chơi với toàn bạn đẹp, Lê Phương khổ như thế này đây. Sau khi thông báo có bầu em bé thứ hai, Lê Phương khiến người hâm mộ mừng rỡ khôn xiết. Mặc dù bụng đã lộ khá rõ, nhưng Lê Phương vẫn miệt mài đi làm đi chơi gặp gỡ bạn bè. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh gặp mặt hội bạn thân toàn mỹ nhân Ngân Khánh và Dương Cẩm Linh. Đang bầu bì, mặt sưng mũi nở, Lê Phương bỗng dưng bị dìm bởi hai cô bạn của mình. Lê Phương chia sẻ hình ảnh cùng chồng gia đình Ngân Khánh Dương Cẩm Linh đi nghe hát. Nữ diễn viên bụng bầu lùm xùm tăng cân mũi nở. Đang trong thời gian bầu bì nên nữ diễn viên không được tươi tắn như hai người bạn của mình. Nhưng khi chụp ảnh có filter là xinh ngay, Lê Phương tự tin cầm ảnh máy chụp. Là hội bạn thân, Lê Phương, Ngân Khánh, Dương Cẩm Linh thường xuyên tụ tập hợp mặt rất vui vẻ, tình cảm.